Xin chào tất cả các em, thầy là Lê Vương, giáo viên vật lý trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai. Trong chuyên đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai nội dung liên quan tới máy quang phục, các loại quang phục, các bức xạ không nhìn thấy và thang sóng điện tử. Nội dung giáo án ngày hôm nay thầy chia ra thành 3 hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên sẽ giới thiệu cho các em các kiến thức cốt lõi của chuyên đề. Hoạt động thứ hai là hướng dẫn các em đọc và nghiên cứu một số dạng câu hỏi liên quan tới các nội dung của chuyên đề, và hoạt động cuối cùng là hoạt động 3 sẽ ra bài tập cho các em. Và bài giảng online ngày hôm nay thầy bố trí thời gian và ước chừng trong khoảng 25 đến 30 phút mà thôi các em nhé. Và thầy sẽ phân tích kỹ cho các em những cái câu hỏi liên quan tới chuyên đề mà góp mặt trong cái đề thi minh họa Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới chuyển cho các em. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu hoạt động đầu tiên, đó là thầy sẽ giới thiệu cho các em các kiến thức cốt lõi liên quan tới hai nội dung mà chúng ta sẽ học trong bài hôm nay. Thông qua cái sơ đồ tư duy, các em có thể theo dõi một cách dễ dàng các em nhé. Thông qua cái sơ đồ này, các em thấy là có những cái nhánh lớn là các nội dung chính, và chúng ta có những cái dạng nhánh nhỏ hơn và giải thích những cái nội dung liên quan tới các kiến thức về các loại quang phổ. Em theo dõi cái sơ đồ tư duy này theo thứ tự nghiên cứu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về máy quang phổ, sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu các loại quang phổ. Chúng ta sẽ có 3 loại quang phổ: quang phổ liên tục, quang phổ vạch thì có 2 loại, đó là vạch phát sáng, tia vạch phát xạ, và quang phổ vạch hấp thụ. Thầy sẽ dành cho các em khoảng 1 đến 2 phút để chúng ta đọc qua cho thầy. Nhớ nhé, chúng ta sẽ đi theo thứ tự này, máy quang phổ, đọc các nội dung từ trên xuống dưới. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu các loại quang phổ liên tục, đọc từ trên xuống dưới, quang phổ vạch phát xạ từ trên xuống dưới, và quang phổ vạch hấp thụ. Rồi, ok, nào các em, chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên. Một cái thiết bị giúp cho chúng ta xác định được những cái thành phần cấu tạo của một nguồn sáng, thành phần cấu tạo của một cái nguồn sáng, đó chính là máy quang phổ. Máy quang phổ là một cái thiết bị không thể thiếu được trong các phòng lab, tức là phòng thí nghiệm, để nghiên cứu cấu tạo chất, nghiên cứu cấu tạo, thành phần cấu tạo của nguồn sáng, thành phần cấu tạo của các chất trong một cái mẫu vật nào đó. Chúng ta sẽ đi vào khái niệm của máy quang phổ. Máy quang phổ là gì? Máy quang phổ nó chính là dụng cụ dùng để phân tích một chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc khác nhau. Hay chúng ta có một cái định nghĩa này, là máy quang phổ là một thiết bị để nhận biết thành phần cấu tạo của một nguồn sáng. Vậy thì một cái nguồn sáng phát ra ánh sáng nó có thể gồm rất nhiều thành phần. Vậy thì chúng ta làm thế nào để chúng ta nhận biết được các thành phần đơn sắc trong cái nguồn sáng đó, thì chúng ta sử dụng máy quang phổ. Cấu tạo của máy quang phổ thì gồm có 3 bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất đó là ống chuẩn trực. Các em quan sát cái hình vẽ đây, cái hình vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động của cái máy quang phổ. Cái bộ phận đầu tiên đó là ống chuẩn trực. Ống chuẩn trực đây là cái bộ phận nó gồm có một cái thấu kính hội tụ, một cái khe hẹp ép, một cái thấu kính hội tụ khác đặt ở tiêu diện ảnh của máy quang phổ, của cái ống chuẩn trực này sẽ đặt ở tiêu diện vật của cái thấu kính L1 này. Cái bộ phận đầu tiên đó chính là ống chuẩn trực. Đây, các em thấy cái vùng này là ống chuẩn trực. Các để ý nhé. Ánh sáng phát ra từ cái nguồn này chiếu vào khe hẹp F thì qua cái thấu kính L1 này sẽ cho chùm tia sáng song song. Đây, sẽ cho chùm tia sáng song song. Như vậy ống chuẩn trực có tác dụng là tạo ra chùm tia sáng song song chiếu vào cái bộ phận tiếp theo. Bộ phận tiếp theo là hệ tán sắc, là lăng kính. Máy quang phổ chúng ta nghiên cứu đây là máy quang phổ lăng kính. Hệ tán sắc này
nó gồm có một hoặc là nhiều lăng kính, có tác dụng là tán sắc chùm tia sáng song song từ ống chuẩn trực chiếu tới thành các thành phần đơn sắc song song, đó. Bộ phận thứ ba đây, đó là buồng tối hay buồng ảnh, dùng để hứng các chùm sáng từ cái hệ tán sắc chiếu tới. Và nó có cấu tạo gồm có thấu kính hội tụ L2, và cái màn ảnh. Màn ảnh này có thể gắn phim ảnh đặt tại tiêu diện vật của thấu kính L2. Như vậy này, bao nhiêu thành phần đơn sắc trong cái ánh sáng phát ra từ nguồn gì này qua cái buồng ảnh chiếu tới phim này sẽ thu được bấy nhiêu vạch, và trên màn sẽ thu được các thành phần ứng với các vạch trong cái nguồn, trong cái ánh sáng của nguồn L này. Hay nói khác là gì, là trên cái màn ảnh này chúng ta sẽ thu được quang phổ của cái nguồn gì này. Ví dụ quang cái nguồn gì này có bốn thành phần đơn sắc đỏ, lam, tràm, tím chẳng hạn, thế thì trên này chúng ta sẽ thu được bốn vạch màu đỏ, lam, tràm, tím. Đó. Rồi, như vậy máy quang phổ em lưu ý nó gồm có ba bộ phận chính. Bộ phận đầu tiên ống chuẩn trực. Có tác dụng là tạo ra chùm tia sáng song song. Bộ phận thứ hai là hệ tán sắc hay lăng kính, dùng để tán sắc các thành phần, các tia sáng song song chiếu tới thành các thành phần đơn sắc song song. Và bộ phận thứ ba đó là buồng tối, dùng để thu được quang phổ của cái nguồn sáng. Đó, ok nha. Vậy thì nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hoạt hiện tượng gì? Đó chính là dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng em nhé. Và hiện tượng này được giải thích em biết rồi, dựa vào sự phụ thuộc của chiết xuất môi trường và màu sắc ánh sáng. Đó, như vậy chúng ta nhớ thầy khái niệm của máy quang phổ, cấu tạo của máy quang phổ và nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ. Vậy có máy quang phổ rồi thì trên màn này của máy quang phổ chúng ta sẽ thu được quang phổ của nguồn gì, quang phổ của các nguồn khác nhau, các nguồn phát khác nhau thì nó sẽ khác nhau và được chia ra thành các loại, đó là quang phổ liên tục, quang phổ bạch phát xạ và quang phổ hấp thụ. Quang phổ liên tục, quang phổ bạch phát xạ, quang phổ hấp thụ chúng ta quan tâm cho thầy tới bốn cái nội dung sau đây. Thứ nhất đó là định nghĩa của chúng, thứ hai là nguồn phát, thứ ba là đặc điểm, và cuối cùng là chúng ta tìm hiểu về ứng dụng của các loại quang phổ. Quang phổ liên tục có định nghĩa này. Đây, các em nhìn hình ảnh phía dưới này. Định nghĩa về các loại quang phổ chúng ta sẽ định nghĩa thông qua hình ảnh thu được trên trên màn. Quang phổ liên tục, các em nhìn hình ảnh này, nó là một dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. Các em nhé, quang phổ liên tục là một dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ cho đến tím. Nguồn phát quang phổ liên tục là do các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất lớn. Các em nhìn chỗ này nhé, tất cả các chất rắn, lỏng, khí, nhưng khí phải ở áp suất lớn, có tỉ khối lớn, khi bị kích thích phát sáng thì đều phát ra quang phổ liên tục em nhé. Phát sáng ở đây là có thể phát sáng dựa trên việc nung nóng nó, nung nóng một khối chất rắn, nung nóng một khối chất lỏng hoặc nung nóng một khối chất khí, nhưng khí ở áp suất lớn. Em lưu ý chỗ này nhé, để phân biệt với quang phổ phát xạ mà người ta sẽ học sau đó. Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì? Là nó có ba đặc điểm như thế này. Điểm thứ nhất, nó không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. Như vậy thì các chất khác nhau, thì không ảnh hưởng tới quang phổ liên tục của chúng. Nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng mà thôi. Như vậy các chất rắn, lỏng, khí mà ở cùng nhiệt độ sẽ cho quang phổ liên tục là như nhau. Nhiệt độ mà càng cao thì bước sóng phát ra càng ngắn, tức là nó sẽ chuyển về bước sóng ngắn. Đó. Tức là vùng quang phổ nó sẽ càng mở rộng về vùng có bước sóng ngắn. Vậy chúng ta nhớ thì ba đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục, đó là không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao thì bước sóng phát ra càng ngắn. Đó. Vậy thì quang phổ dựa trên đặc điểm của quang phổ liên tục, chúng ta thấy ứng dụng của nó như sau. Quang phổ liên tục dùng để đo nhiệt độ của nguồn sáng. Nó như một cái nhiệt kế. Tuy nhiên, cái nhiệt kế này nó có một cái ưu điểm gọi là tuyệt đối so với các thiết bị đo nhiệt độ khác.
đó là nó có thể đo được nhiệt độ của các vật ở xa như các ngôi sao này, hoặc là đo được nhiệt độ của các nó nung. Nó nung thì có nhiệt độ rất là cao, chúng ta không thể dùng những nhiệt kế thông thường để đo nhiệt độ của chúng được. À, vậy thì quang phổ liên tục dùng để đo nhiệt độ của các nguồn sáng, đặc biệt là các nguồn sáng ở xa như các vì sao, nguồn sáng mặt trời, của quang điện và nhiệt độ của nó nung, vân vân. Đó. Bây giờ ta chuyển sang quang phổ bạch phát xạ. Chúng ta xem cái hình ảnh. Đây, hình ảnh của quang phổ bạch phát xạ. Để phân biệt với hình ảnh thu được của quang phổ liên tục. Chúng ta có bốn vấn đề quan tâm, định nghĩa là một nguồn phát đặc biệt của ứng dụng. Quang phổ bạch phát xạ định nghĩa dựa trên hình ảnh thu được cái gì này? Nó là một hệ thống những bạch màu riêng rẽ. Đây, hệ thống những bạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối. Nhìn quan sát thôi. Khác với quang phổ liên tục là một dải màu biến thiên liên tục, thì ở đây là hệ thống những bạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối, gọi là vạch các bạch màu quang phổ bạch như thế. Nguồn phát của quang phổ bạch phát xạ đó là gì? Là các chất khí hay hơi ở áp suất thấp. Nhớ nha, đây phân biệt với nguồn phát quang phổ liên tục là khí ở áp suất cao, thì đây là khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng bằng cách chiếu tia lửa điện hoặc là đốt nóng chẳng hạn. Đặc biệt lưu ý nguồn phát đặc điểm của nguồn phát phân biệt so với nguồn phát quang phổ liên tục. Đặc điểm chúng ta có bốn cái đặc điểm. Đây, bốn đặc điểm này nó tạo nên tính đặc trưng của quang phổ bạch phát xạ. Quang phổ bạch phát xạ khác nhau của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng bạch, khác nhau về vị trí của các bạch, khác nhau về màu sắc của các bạch và khác nhau về độ sáng tỷ đối so sánh giữa các bạch. Đó. Ví dụ quang phổ bạch của nguyên tử hydro nó gồm có bốn bạch màu riêng rẽ, đó là đỏ, lam, tràm và tím. Quang phổ của hơi natri thì nó gồm có hai bạch màu vàng nằm rất gần nhau, bạn nào bạch kép. Đó. Vậy thì quang phổ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về bốn cái thứ này: số lượng các bạch, vị trí các bạch, màu sắc các bạch và độ sáng tỷ đối khi so sánh giữa các bạch của các nguyên tố. Đó. Vậy thì quang phổ bạch của các nguyên tố nó đặc trưng cho nguyên tố. Nha, lưu ý cái từ này như thế này: quang phổ bạch phát xạ của các nguyên tố thì đặc trưng cho nguyên tố, nó là dấu vân tay của nguyên tố. Đó. Vậy thì dựa trên đặc điểm đặc trưng của các nguyên tố của quang phổ bạch phát xạ, chúng ta thấy ứng dụng của quang phổ bạch phát xạ là gì? Là dùng để xác định sự có mặt của nguyên tố trong một cái mẫu vật nào đấy, trong một cái phép gọi là phép phân tích quang phổ. Phép phân tích quang phổ, chúng ta có phép phân tích hóa học và phép phân tích quang phổ. Thì phép phân tích quang phổ dựa trên việc nghiên cứu quang phổ bạch phát xạ của các nguyên tố phát ra khi kích thích một cái mẫu vật nào đó, thì chúng ta sẽ xác định được thành phần cấu tạo. Và ưu điểm của phép phân tích quang phổ nó có hai cái ưu điểm so với vượt trội so với phép phân tích hóa học, đó là rất là nhanh cho kết quả ngay và rất là nhạy, tức là xác định được cái thành phần cấu tạo, thành phần rất là nhỏ trong cái mẫu vật mà chúng ta đi phân tích. Đó. Rồi, chúng ta lưu ý cho thầy quang phổ bạch phát xạ nó có định nghĩa như vậy: đặc nguồn phát đặc điểm đặc trưng cho nguyên tố và ứng dụng trong phép phân tích quang phổ. Nhớ hai từ nhanh và nhạy nhé. Quang phổ bạch hấp thụ là gì? Nghe từ hấp thụ em biết rồi. Đây, chúng ta để ý quang phổ bạch hấp thụ và quang phổ bạch phát xạ nó có thể thấy là hình ảnh nó ngược nhau, đúng không em? Hình ảnh nó ngược nhau. Đây là quang phổ bạch phát xạ là hệ thống bạch màu trên nền tối, thì đây là nhà chúng ta lại xuất hiện thấy các bạch tối trên một nền quang phổ liên tục. Vậy thì quang phổ hấp thụ nó có định nghĩa này là hệ thống bạch tối, bạch tối thì bị hấp thụ mất nằm trên nền quang phổ liên tục. Như vậy quang phổ liên tục bị thiếu mất một số bạch do bị hấp, do bị cái gì đó hấp thụ, thì nó trở thành một quang phổ gọi là quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ này, nó quang phổ hấp thụ thì được phát ra từ một cái nguồn, có cơ chế phát như sau, các em lưu ý nhé. Chúng ta có một nguồn phát quang phổ liên tục, thì quang máy quang phổ chúng ta sẽ thu được quang phổ liên tục. Trên đường truyền của máy quang phổ, của cái trên đường đi của cái ánh sáng trắng phát ra từ cái nguồn này, chúng ta đặt một cái đám khí, khí hydro chẳng hạn thế, có nhiệt độ, lưu ý này, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của một cái ánh sáng trắng, thì lúc này trên nền quang phổ, liên tục thì bị mất đi, bị thiếu đi các bạch màu. Ví dụ chúng ta đặt đèn hơi hydro chẳng hạn thế, thì trên cái nền quang phổ liên tục sẽ mất đi bốn cái bạch màu ứng với các màu sau đây: đỏ, lam, tràm, tím. Những vị trí đỏ, lam, tràm, tím sẽ bị mất đi và hiện lên đó là
hiện trên nền quang phổ liên tục là các bạch tối, và quang phổ này gọi là quang phổ hấp thụ. Như vậy các em để ý này, các chất khí hay hơi có thể phát ra các bức xạ đơn sắc nào thì nó cũng có thể hấp thụ các bức xạ đơn sắc đó. Đó, vậy đây chính là đặc điểm của quang phổ hấp thụ. Và đặc điểm này nó cũng đặc trưng cho nguyên tố. Và chúng ta có một cái hiện tượng gọi là hiện tượng đảo sắc. Khi chúng ta tắt cái nguồn sáng phát ánh sáng trắng này đi, chỉ còn đèn hơi này thôi, thì ở vị trí các bạch tối này lại xuất hiện các bạch màu trong quang phổ bạch. Hiện tượng này gọi là hiện tượng đảo sắc. Đó, như vậy quang phổ bạch hấp thụ nó cũng đặc trưng cho nguyên tố và cũng được sử dụng, được dùng trong phép phân tích quang phổ. Được chưa các em? Như vậy với nội dung này chúng ta lưu ý thầy, cấu tạo của máy quang phổ gồm có 3 bộ phận, vai trò của chúng và nguyên tắc hoạt động của chúng, của máy quang phổ lăng kính. Thứ hai, chúng ta có quang phổ liên tục, quang phổ bạch phát xạ và quang phổ bạch hấp thụ. Chúng ta lưu ý thầy 4 cái nội dung liên quan tới chúng, đó là định nghĩa, nguồn phát và ứng dụng. Định nghĩa, nguồn phát, đặc điểm và ứng dụng em nhé. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, bức xạ không nhìn thấy. Bức xạ không nhìn thấy, chúng ta cũng sẽ dành, thầy cũng sẽ dành cho các em khoảng 2 phút để các em đọc cho thầy các nội dung từ trên xuống dưới, từ trái qua phải em nhé. Chúng ta sẽ có tia hồng ngoại, tia tường ngoại, tia x, và có một cái nội dung liên quan đó là thang sóng điện tử. Riêng phần tia x thì khuyến khích các em đọc, bởi vì đây là một trong những nội dung tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rồi, các em. Chúng ta có một cái thí nghiệm gọi là thí nghiệm phát hiện các bức xạ không nhìn thấy. Sử dụng một cái nhiệt kế cảm nhiệt điện thì người ta phát hiện ra là ngoài vùng đỏ và ngoài vùng tím, trong vùng ánh sáng nhìn thấy đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, người ta còn phát hiện ra các bức xạ không nhìn thấy được và cũng có tác dụng giống như các bức xạ nhìn thấy ở đây, tác dụng nhiệt. Dựa trên tác dụng nhiệt của các bức xạ này thì người ta phát hiện ra chúng, em nhé. Rồi, thế thì khi nghiên cứu về các tia, các bức xạ không nhìn thấy, ở đây người ta gọi là các tia, thì chúng ta lưu ý cho thầy các nội dung sau đây. Thứ nhất là khái niệm hay định nghĩa chúng. Thứ hai, bản chất của chúng là gì. Thứ ba, nguồn phát ra chúng là gì. Thứ tư là những tác dụng của chúng là gì. Và thứ năm là ứng dụng của chúng. Kèm nhá, có các nội dung như vậy, 5 nội dung kèm lưu ý thầy. Thứ nhất, khái niệm hay định nghĩa nó. Thứ hai, bản chất của chúng là gì. Thứ ba, nguồn phát ra từ đâu. Thứ tư là tác dụng, và cuối cùng là ứng dụng. Tác dụng và ứng dụng nhiều bạn bảo là nó giống nhau, không phải đâu nhé. Nó những ta có tác dụng này, từ những tác dụng này thì người ta thấy rằng là được sử dụng trong những trường hợp sau đây, gọi là ứng dụng. Để được em. Rồi, ok. Nào, chúng ta thấy này. Tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là gì? Hồng. Nhiều bạn bảo tia hồng ngoại là tia có màu hồng, sai nha, sai bét luôn. Tia hồng ngoại lưu ý là những bức xạ không nhìn thấy, mắt ta không nhìn thấy được. Chúng ta chỉ có thể sử dụng các thiết bị, các dụng cụ như cảm nhiệt điện để ta phát hiện nó thôi. Tia hồng ngoại nó là những bức xạ không nhìn thấy và nằm ngoài vùng ánh sáng đỏ, nằm ngoài, ngoài là ngoại đúng không? Ngoài, ngoại, ngoại, ok. Chơi tiếng Việt, chơi hán Việt một chút, tia hồng ngoại hay là những bức xạ ngoài vùng ánh sáng đỏ. Đấy, không nhìn thấy, ngoài vùng sáng đỏ, có bức sóng lớn hơn 0,76 micromet hay là 760 nanomet. Đó, tới vài milimet. Được chưa các em? Bản chất của tia hồng ngoại nó là sóng điện tử. Nguồn phát tia hồng ngoại này do các vật về lý thuyết là trên 0 độ Kelvin phát ra. Đấy, tuy nhiên trong thực tế thì những vật phát ra tia hồng ngoại mà chúng ta cảm nhận được đó là nó có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ của môi trường. Ở nhiệt độ thấp thì vật chỉ phát ra tia hồng ngoại thôi, còn ở 500 độ C trở lên thì chúng sẽ phát ra thêm ánh sáng nhìn thấy nữa. Đó là màu đỏ. Đấy. Và nguồn phát tia hồng ngoại thường là bóng đèn, dây tóc và wolfram. Và cơ thể chúng ta có nhiệt độ 37 độ C lớn hơn nhiệt độ môi trường thì nó có thể, chúng ta, cơ thể chúng ta cũng có thể phát ra tia hồng ngoại em nhá, bức xạ nhìn thấy. Ở những ngày mùa đông nhiệt độ môi trường thấp thì khi mà chưa vào lớp thì thấy lớp khá là lạnh lẽo, nhưng mà khi mà có nhiều bạn rồi thì em lại cảm giác là gì, trong lớp rất là ấm, bởi vì cơ thể chúng ta phát ra nhiệt
dưới dạng các tia hồng ngoại, bức xạ là các tia hồng ngoại, em nhá. Vậy tác dụng của tia hồng ngoại, tác dụng nổi bật đó là tác dụng nhiệt. Đấy, tác dụng nhiệt nó có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại, một cái loại kính ảnh giúp cho chúng ta chụp chiếu hình ảnh ban đêm, camera ban đêm đúng không, camera hồng ngoại như bạn nghe đấy, có thể biến điệu được như các sóng cao tần khác đó. Nó bị hơi nước hấp thụ rất là mạnh, hơi nước hấp thụ rất là mạnh đó. Mà em cảm thấy là trong những ngày mà nồm ẩm này, trong không khí hơi nước nó lớn thì cảm thấy rất là bực, khó chịu, bởi vì nhiệt độ nó bị hơi nước hấp thụ mạnh, cho nên nó nhiệt độ của nó rất là làm cho cơ thể rất là khó chịu. Vậy thì ứng dụng của tia hồng ngoại là gì? À, để dùng để sấy này, sưởi này, có thể làm để điều khiển từ xa. Đấy, cái điều khiển từ xa của các em ấy, là sử dụng cái sóng ứng với cái giải bước sóng của tia hồng ngoại, chụp ảnh bằng hồng ngoại, chụp ảnh bằng hồng ngoại, dẫn đường bằng hồng ngoại, vân vân. Đó. Vậy thì ứng dụng của tia hồng ngoại, các em nhớ thầy, để ứng dụng là để sấy, sưởi ẩm, làm điều khiển từ xa, chụp ảnh hồng ngoại. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp sang tia tử ngoại. Tử ngoại, tử là chết. Mày thấy đâu em nhé. Tử, tử trong cái từ Hán Việt hiểu là tím, hiểu tím, ngoại là ngoài vùng tím. Như vậy tia tử ngoại có khái niệm này, đó là các bức xạ không nhìn thấy được nằm ngoài vùng ánh sáng tím và có bước sóng từ 0,01 cho tới 0,38 nhân 10 mũ trừ 6 mét. Thế tức là có bước sóng dưới 0,38 micromet. Nhớ nhá, có bản chất là sóng điện tử. Đó, như vậy bản chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại như nhau. Đấy, và tia X sau này ta học nó cũng như nhau, nó cũng là tia bức xạ điện tử mà thôi, là sóng điện tử mà thôi. Nguồn phát của tia tử ngoại đó là các vật bị nung nóng, như là nung nóng ở trên 2000 độ C. Ví dụ mặt trời chẳng hạn, hồ quang điện, đấy, đèn hơi thủy ngân, đó là các nguồn phát ra tia tử ngoại rất là mạnh. Vậy hồ quang điện các em biết rồi, ánh sáng hồ quang đấy là một cái nguồn phát ra tia tử ngoại rất là mạnh. Nhiệt độ càng cao thì bước sóng của tia tử ngoại càng ngắn, tức là nó có năng lượng càng cao, tần số càng lớn. Tác dụng của tia tử ngoại có rất nhiều tác dụng. Nó tác dụng lên kính ảnh, làm đen kính ảnh. Nó kích thích phát quang một số chất. Tia hồng ngoại không có cái tính chất này các em nhé. À, không có tác dụng này nhé. À, tia tử ngoại thì nó kích thích phát quang một số chất, tức là chiếu tia tử ngoại. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy. Và một số chất thì nó lại phát ra ánh sáng. Thì những chất đấy nó có thể phát ra ánh sáng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng quang phát quang. Sau này ta sẽ học trong cái phần lượng tử ánh sáng phía sau. Kích thích phát quang một số chất làm ion hóa không khí. Ion hóa không khí tức là nó sẽ biến các nguyên tử, phân tử trung hòa của chất khí thành các ion, tức là bị mất đi lên, mất đi electron. Tác dụng này nó cũng liên quan tới tính chất hạt của ánh sáng. Hủy diệt tế bào, tức là nó có khả năng diệt tế bào. Các em nhá, gây ra các phản ứng quang hóa, quang hợp, bị nước và thủy tinh, tầng ozone của ta hấp thụ rất là mạnh từ tử ngoại. Đó, như vậy tia tầng ozone ấy nó là một cái áo giáp bảo vệ cho trái đất khỏi tia tử ngoại. Nó gây ra hiện tượng quang điện. Tia tử ngoại thì gây ra hiện tượng quang điện. À, ứng dụng của tia tử ngoại là gì? Là dựa trên những tác dụng trên thì người ta sử dụng tia tử ngoại trong việc phát hiện các vết nứt trên bề mặt, lưu ý nhé, trên bề mặt các sản phẩm, trên bề mặt thôi, chứ bên trong ví dụ có cái bọt khí bên trong của các sản phẩm đúc chẳng hạn thì chúng ta không thể sử dụng tia tử ngoại được. Mà trên bề mặt của các sản phẩm đúc chẳng hạn mà có vết xước, vết nứt chẳng hạn, thế thì người ta có thể xác định được các vết nứt đó dựa trên tác dụng của tia, dựa trên tác dụng làm phát quang một số chất và phủ một lớp chất lên trên cái bề mặt đó, nó phát quang ở chỗ đấy chẳng hạn, thế thì nó phát hiện ra được cái vết nứt trên bề mặt của sản phẩm. Chữa bệnh còi xương, và các em thấy là trong bệnh viện người ta sử dụng tia tử ngoại để chia khuẩn, để diệt khuẩn, tiệt trùng. Đấy, trong thời mà Covid này, các em thấy là các sản phẩm các thiết bị y tế mà khử trùng người ta sử dụng các tia tử ngoại khử trùng. Rồi, đó là tia tử ngoại. Còn tia röntgen cũng có bản chất là sóng điện tử các em nhé. Tia röntgen hay tia X bản chất là sóng điện tử, và các em thấy là tia röntgen được sử dụng trong việc chụp chiếu, chụp X quang và ứng dụng nhiều các em nhé. Và tia röntgen là một trong những tia mà nó được xếp vào là
phóng xạ, đi phóng xạ, bởi vì trong các phòng chụp X quang thì người ta phải bảo vệ cơ thể bằng những cái áo mà có chì, áo mà pha chì để tránh những tác dụng tia X, đây là các bức xạ không nhìn thấy. Vậy thì những cái ánh sáng mà chúng ta có thể liệt kê đây, đó là các ánh sáng trong vùng nhìn thấy từ đỏ cho tới tím, bức sóng từ 0,76 cho tới 0,38 micromet. Tia hồng ngoại có bức sóng lớn hơn bức sóng của ánh sáng đỏ là lớn hơn 0,76 micromet, và tia tử ngoại là nhỏ hơn ánh sáng tím, bức sóng ánh sáng tím là 0,38 micromet. Sóng vô tuyến thì có bức sóng từ vài mét cho tới vài nghìn mét. Tia X-xì có bức sóng từ 10^-8 cho tới 10^-12 micromet, 10^-8 cho tới 10^-12 mét đó. Và tia gamma, những cái bức xạ này các em thấy nó có bản chất là khác nhau, đều là sóng điện từ cả, đều bản có bản chất là giống nhau, đều là sóng điện từ, đều có tính chất hạt, nhưng vì bức sóng khác nhau, năng lượng của chúng sẽ khác nhau và nó cũng sẽ có những cái đặc điểm khác nhau, có những tính chất khác nhau, có những tác dụng khác nhau, mà người ta chia nó ra và sắp xếp nó bằng cái thang gọi là thang sóng điện tử em nhé. Và cái thang này có thể dựa trên việc sắp xếp, dựa trên sự tăng dần giảm dần tần số, tăng dần của tần số tức là giảm dần của bước sóng đó, hoặc là năng lượng, và người ta sẽ sử dụng những cái bức xạ điện từ này trong các vùng khác nhau thì có những cái ứng dụng là khác nhau. Đấy. Ví dụ tia tử ngoại chẳng hạn, thế tia tử ngoại, tia X-xì thì nó có tính chất thể hiện cái tính chất hạt rất là mạnh, tức là khả năng đâm xuyên này, gây ra các hiện tượng quang điện này, làm phát quang các chất này, đấy, vân vân. Còn các bức xạ nhìn thấy và cái tia hồng ngoại thì nó thể hiện tính chất sóng rõ nét hơn, thì nó sẽ được ứng dụng, ví dụ nhà ứng dụng trong việc đo bức sóng là ứng dụng trong việc ứng dụng trong cái việc ví dụ là với tia tử hồng ngoại chẳng hạn, thì người ta có thể sử dụng trong thông tin vô tuyến đấy, hoặc là sóng vô tuyến thì được sử dụng chủ yếu là trong thông tin vô tuyến truyền thông nhé. Đấy là nội dung thứ hai. Bây giờ thầy sẽ cùng với các em phân tích các câu hỏi, phân tích các câu hỏi có trong đề thi minh họa 2020. Ta sẽ xem cái hình thức của nó như nào, dạng trắc nghiệm hay tự trắc nghiệm lý thuyết hay là trắc nghiệm bài tập, mức độ của nó làm sao và đánh giá chúng em nhé. Đây đây, thầy đã chuẩn bị cho các em một cái việc so sánh đề của các năm, đề thi minh họa 2020, đề của các năm 2018, 19 để cho các em có cái sự so sánh và người ta hiểu được cái mức độ của đề đến đâu, chúng ta sẽ có cái định hướng cho việc ôn tập tốt hơn các em nhé. Và lưu ý là cái sơ đồ tư duy thầy sẽ chuyển cho các em, và đây là sơ đồ mà các em có thể nhìn ra kiến thức một cách dễ dàng nhất, tổng quát nhất, bao trùm nhất. Rồi nào, trong đề thi minh họa 2020 có hai câu của cái phần này, hai câu phần này đang lưu ý nhé. Đó là câu số 11 và câu số 28. Câu 11 và câu số 28. Tia X thì trong nội dung gọi là nội dung tinh giản chương trình thì yêu cầu các em đọc, tuy nhiên nó vẫn có trong đề thi của các em. Đấy, và thầy vẫn đã giới thiệu cho các em rồi. Câu số 11 trong đề thi minh họa các em lưu ý này. Người ta hỏi em như sau: tia X có cùng bản chất với tia nào sau đây? Đó. Vậy thì hình thức ở đây là hình thức trắc nghiệm lý thuyết. Em nhé. Và đây là một câu ở cái dạng gọi là nói về bản chất của tia X, bản chất của tia X. Dạng thức là tìm hiểu về bản chất của tia X, nó có thể là ở cái dạng hỏi về tính chất, hỏi về định nghĩa vân đó. Và đây là câu hỏi ở cái dạng hỏi ở mức độ gọi là mức độ nhận biết mà thôi, mức độ nhận biết, và thầy đánh giá đây là một câu đơn giản, các em có thể xử lý rất là nhanh khi mà các em nắm chắc về lý thuyết. Vậy thì tia X có cùng bản chất với tia gì các em? Nó có cùng bản chất với tia nào sau đây? Đó chính là cùng bản chất với tia tử ngoại, với tia tử ngoại, vì nó có cùng bản chất là sóng điện từ. Còn tia beta cộng beta trừ nó là các dòng hạt, tia alpha nó cũng là dòng hạt nhân nhé, hạt nhân đấy. Vậy thì tia tử ngoại, các bức xạ không nhìn thấy tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X, tia Röntgen, tia gamma sau này nó có cùng bản chất là sóng điện tử, bản chất hạt em nhé. Như vậy đáp án của câu số 11 này đó là đáp án B. Đó, ok. Câu số 2.
em thấy hình thức cũng là trắc nghiệm lý thuyết mà thôi. Ở cái dạng thức này thì em thấy là có cái liên hệ thực tế tình hình dịch Covid ở đây ngay đây, và mức độ câu này câu 28 em để ý nhé, câu 28 là mức độ điểm là đã là 7 điểm rồi em. Đấy, câu 28 mức độ điểm là 7 điểm rồi đó. Như vậy ở đây cái câu 28 em đặt thì em thấy là một câu lý thuyết và nó cũng rất là dễ thở. Thì câu 28 7 điểm một câu này chúng ta hoàn toàn thể xử lý được nếu chúng ta nắm chắc lý thuyết em nhé. Rồi cái câu 28 mức độ đề này thì thầy nghĩ là nói một câu liên hệ thực tế, chứ mức độ đề của nó là mức độ đề ở cái mức độ gọi là vận dụng thực tế, vận dụng nhưng vận dụng thấp thôi em nhá. Câu 28 vận dụng thấp và nhiều bạn đọc thì em sẽ thấy là câu này nó ngon quá rồi, xử lý được ngay đúng không? À, đọc đề nhiều bạn hoang mang không nhỉ, cơ thể chúng ta chỉ có thể đo phát hiện phát ra tia hồng ngoại mà thôi đúng không? Rồi để đo thân nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc trực tiếp, ta dùng máy đo thân nhiệt điện tử, cái máy là dí vào trán của em đấy, không cần phải tiếp xúc đấy, tránh lây nhiễm đấy. Máy này tiếp nhận năng lượng của các bức xạ phát ra từ người, nhận người của chúng ta thì phát ra cái bức xạ gì, em đọc đến đây là em hiểu ngay rồi đúng không? Nhiệt độ của người càng cao thì máy tiếp nhận được năng lượng càng lớn, và bức xạ chủ yếu mà máy nhận được do người phát ra thuộc miền nào, sốt chẳng hạn thì nhiệt độ ta cao, nhiệt độ của ta cao thì nó sẽ phát ra cái bức xạ có năng lượng càng lớn đúng không? Đấy, càng nhiều bức xạ đó. Vậy thì thuộc miền nào cái cơ thể ta chỉ có thể phát ra tia gì thôi nhỉ? Tia hồng ngoại mà thôi. Vậy câu số 28 là câu liên quan tới bức xạ không nhìn thấy hồng ngoại đó đó em nhá. Vậy hai câu này là hai câu mà có trong đề thi minh họa năm 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới phát hành, và em thấy nếu học hai câu này với lý thuyết mình đã học thì quá dễ để mà xử lý đúng không? Đề 2019, 2010, 2018, 2019 thì có hai nhóm, 19 có hai nhóm đề, em thấy nó cũng rất là đơn giản thôi. Chiếu điện, trục điện thì chắc chắn rồi. Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ đó chính là hệ tán sắc. Em để ý nhé, hệ tán sắc đây A, B, C chả liên quan gì đến máy quang phổ cả. À, trong đây câu 3 là câu mà các em rất dễ mà bị nhầm lẫn. Ở đây người hỏi như sau này: trong chân không bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ hồng ngoại? Các em lưu ý nhớ thầy định nghĩa hồng ngoại, tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn được có bước sóng lớn, bước sóng này nó đo từ lớn hơn 760 nanomet, 0,76 micromet, 0,76 micromet, các em lưu ý nhá. 0,76 micromet và 0,76 nhân 10 trừ 6 mét. Đổi ra nanomet là 760 nanomet. Vậy nó phải nó đây câu này này, trong bức xạ bước sóng nào tới đây hồng ngoại thì phải lớn hơn không 760 nanomet. Vậy đáp án câu này là đáp án đó. Câu 3 này rất dễ nhiều bạn bị nhầm lẫn nha. Nhóm 2 tôi hỏi các em là trong trên không bức xạ sau đây là bức xạ tử ngoại, bức xạ nào sau đây là bức xạ tử ngoại, cũng so sánh bức sóng tử ngoại. Lưu ý tử ngoại thì bức sóng nó phải nhỏ hơn bức sóng nhà kính, là nhỏ hơn 380 nanomet, 0,38 micromet, 0,38 nhân 10 trừ 6 mét. Đúng chưa? Nhỏ hơn là thằng nào? Là thằng 280 nanomet này. Đấy, như vậy đáp án của câu hỏi này là đáp án A. Nếu như tia X được sử dụng làm gì? Quá dễ, tia X dùng để chụp chiếu điện nhá. Mẹ chỉ cần học lý thuyết là các em có thể trả lời được rồi. Đề thi năm 2018 đây là thầy tổng hợp thôi, và các em sẽ thấy là nó cũng không có gì mà khó khăn cả. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại, nổi bật là tác dụng nhiệt đúng không các em? Vậy thì chúng ta thấy là đáp án ở đây không có tác dụng nhiệt thì ta lại đi tìm hiểu tính chất tiếp theo đó gì, nó sẽ bị sao nhỉ, nó sẽ như nào? À đây nha, chúng ta thấy là tính chất nổi bật của tia hồng ngoại tác dụng nhiệt rất mạnh. Đây có đáp án của nó đây, mẹ chỉ cần chọn đọc, không chưa cần phải đọc đáp án đúng không, chúng ta có thể chọn được ngay cái đáp án trong đầu chúng ta nó liên quan đến tác dụng nổi bật nhiệt, tác dụng nhiệt rồi. À rồi ok nhé. Câu số 3, chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân, đây đèn hơi thủy ngân áp suất thấp rồi phát ra vào khe ép của máy quang phổ lăng kính thu được cái gì, quang phổ gì? Ôi đây chính là câu hỏi liên quan tới các loại quang phổ và nguồn phát của các loại quang phổ. Hơi mà áp suất thấp thì sẽ phát ra gì các em? Sẽ phát ra quang phổ bạch phát xạ, và quang phổ bạch phát xạ các em biết rồi
là các vạch sáng di lè ngăn cách nhau với những khoảng tối. Vậy câu này, câu 2 đáp án phải là đáp án gì các em? Đáp án C. Cơ thể người phát ra tia gì? Quá dễ, là tia hồng ngoại. Câu này chúng ta nắm chắc lý thuyết, ok luôn. Thanh sắt, niken tách rời nhau mà được đun nóng ở cùng nhiệt độ. Cùng nhiệt độ thì nó sẽ phát ra quang phổ đấy các em. Quang phổ nào mà không phụ thuộc vào cấu tạo của các chất bản của nguồn phát mà chỉ phụ thuộc nhiệt độ các em nhỉ? Đó chính là quang phổ đấy các em. Quang phổ liên tục. Đấy, như vậy ở cùng nhiệt độ nó sẽ phát ra quang phổ liên tục như nào? Vậy câu này đáp án là đáp án D. Dễ không các em? Câu số 5, khi nói về tia hồng ngoại, đây các em lưu ý vào tia hồng ngoại và tìm phát biểu sai. Thì bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ, đúng quá rồi. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt, đúng quá rồi. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng của tia X. Chỗ này so sánh nhớ cho thầy thang sóng điện từ các em nhá. Bước sóng càng ngắn năng lượng càng cao. Như vậy thì tia hồng ngoại thằng này có bước sóng phải dài hơn bước sóng của tia X, không thể nhỏ hơn được. Vậy đáp án của câu này là đáp án C. Em thử xem D sai được. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra các phản ứng, gây ra một số phản ứng hóa học, đúng rồi, nó có thể gây ra một phản ứng hóa học. Câu số 6, chiếu các gặp S của máy quang phổ đang kiếm một chùm sáng trắng. Sáng trắng thì chắc chắn thu được gì em? Thu được quang phổ liên tục rồi, tức là giải sáng có màu biến thế liên tục từ đỏ tới tí. Như vậy chúng ta xem nào, chùm tia tới đây là hỏi liên quan tới cấu tạo, liên quan tới cấu tạo chức năng của các thiết bị, các bộ phận liên quan tới máy quang phổ. Chắc chắn thì sao? Chùm sáng tới buồng tối là chùm sáng trắng song song, sai rồi. Buồng tối phải là các tia sáng, là chùm các hội tụ, chùm tia hội tụ, đúng không? Đơn sắc hội tụ. Chùm tia nói là khỏi thấu kính của buồng tối, gồm nhiều chùm sáng đơn sắc song song. Chùm tia nói là khỏi thấu kính của buồng tối, nó phải là các chùm tia sáng đơn sắc hội tụ. Chùm tia sáng nói là khỏi thấu kính của buồng tối, gồm nhiều tia sắc hội tụ. Hội tụ thì mới tạo được quang phổ trên màn, đúng không các em? Vậy câu số 6 này, câu hắc não kết đấy mọi người các em này. Và chúng ta chọn đáp án gì các em? Đáp án C. Câu số 7, sự sắp xếp dựa trên này các em, dựa trên thang sóng điện từ có năng lượng photo giảm dần, giảm dần. Ok, quá dễ, nào giảm dần nhé. Giảm dần thì năng lượng lớn nhất phải đứng đầu tiên. Thử xem nào. Tử ngoại sao so với gamma được, đúng không các em? Rồi, tia x, tia gamma, x gamma, gamma sẽ làm sao? Mạnh nhất, em nhé. Vậy đây chỉ còn đáp án B và đáp án C thôi. Thử xem nào. Gamma tia x thì không thể đứng sau tử ngoại được, vậy câu này đáp án là gì nhỉ? Đáp án B. Sự sắp xếp câu hỏi sắp xếp này rất hay có trong đề thi và rất nhiều anh không muốn học lý thuyết sẽ không trả lời được, luống cuống ngay lập tức trong 50 phút, em rất dễ bị sai nhé. Câu số 8, khi nói về tia hồng ngoại phát biểu sau này sai, nhớ nói về tia hồng ngoại phát biểu sai. Tia ngoại có tính chất nổi bật tác dụng nhiệt, đúng quá. Tia ngoại có bản chất là sóng điện từ, đúng quá. Nhưng ở bức xạ nhìn thấy được. Tia ngoại có nhìn thấy không em? Không. Tia ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được mà dám bảo nó nhìn thấy được. Vậy câu này đáp án sai. Đáp án B và làm cho đáp án lựa chọn của ta. Tương tự như vậy, câu số 9, chiếu một chùm tia sáng F vào máy quang phổ đang kính. Trên kính ảnh của buồng tối ta thu được cái gì? Ta thu được các gì các em? Ta thu được xem nào. Ánh sáng trắng em nhá. Ánh sáng trắng thì trên buồng tối phải thu được quang phổ liên tục. Như vậy đáp án này là câu này đáp án là gì? Đáp án D. Có một dải có màu biến thiên liên tục được từ tí đó. Như vậy thì thông qua việc phân tích đề của các năm 2018, 2019 và đề thi minh họa, chúng ta thấy rằng đây là cái phần kiến thức dễ ăn nhiều nhất, đúng không em? Và các em chỉ cần chịu khó học lý thuyết. Học lý thuyết thì không phải là học vẹt nhé các em nhé, học bằng cách là làm các câu hỏi trắc nghiệm. Các em chỉ cần làm đi làm lại các câu hỏi trong cái phần giáo án hôm nay là các em sẽ có thể xử lý tốt bài tập, bài xử lý tốt các câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới cái kiến thức ngày nay rồi. Và đây chính là phần phiếu học tập mà yêu cầu các em về nhà phải thực hiện em nhé. Nó gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm tương tự bên trên kia thôi, mà các em làm đi làm lại với thầy là các em sẽ thành công. Đấy. Và rất